Minh Anh nhé, Tuấn Phạm, hello các bạn. Rồi mình chia sẻ lại một chút này. Hôm nay mình sẽ review một con ác tên là Hè Hè. Ác này thì đang là phó bang chủ bang KNIGHTS đó. Và hôm nay bạn thì có nhờ mình xào ác, cụ thể là làm cho bạn ý cái con băng phách này lên 1199. Tức là của bạn đang 1190 rồi, và bạn đang ý kỳ vọng rằng là muốn cái băng phách này lên 230 đó. Ngoài ra thì có một số cái gạch đầu dòng, thế nhưng tuy nhiên nó rất đơn giản, công việc chính vẫn là cái băng phách này nó lên 1199. Và chia sẻ các bạn như này này, nó là làm lên 1199 thì nhiều khi nó cũng hên xui, chứ nó không hẳn là muốn là được nha các bạn. Cái điều này thì mình đã chia sẻ với bạn chủ ác rồi. Đấy, thế nhưng mà mình sẽ cố gắng với đây có một mẫu mốt đấy các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ review qua cái con ác này cho các bạn xem. À, thông báo với các bạn luôn là sau khi mình review con ác này, sáu ác này xong ấy, thì sẽ có một cái giải đấu lúc 19:45 nha các bạn. Cái giải đấu này là giải đấu 6X. Có lẽ là do bên Cuồng Phong họ tổ chức nhé. Thì sở dĩ mình còn sớm tại vì làm cái ác này mất 45 phút. Đấy, mình dự trù như thế, có thể nó sớm hơn. Và cái giải đấu kia thì sẽ bắt đầu lúc 19:45. Ok, bây giờ là 19:05 nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn này. Đó, mình sẽ búp hết lên, cố gắng mình làm nhanh cho nó kịp giờ nhé các bạn. Rồi. Đấy, đầu tiên các bạn để ý cái chỉ số máu này, tiêu dao gì mà máu hơn 600k. À, không mà một cái trùng nào mà hơn 600k là các bạn biết được kinh không phải dạng vừa rồi đúng không? Rồi, ngay lập tức chúng ta nhìn thấy cái áo mọc ngọc Liên Hà Xuyên này. Đấy, combo áo và thú cưỡi thuộc tính. Thực ra cái câu thú cưỡi thuộc tính với áo thuộc tính ấy là do mấy thằng GM với là giang hồ nó gọi thế, thành ra mình cũng quen. Đấy, thế nhưng mà cái câu chuẩn của nó phải là thú cưỡi và áo có điểm cộng thì đúng hơn. Tại vì thuộc tính nó là cái này. Đấy, thuộc tính băng công, băng hỏa huyền độc mà, đúng không? Đấy. Nhiều ông như cái đây này, đấy, thuộc tính hỏa, thuộc tính độc, đấy. Thuộc tính là gì? Thuộc tính là băng hoặc hỏa huyền hoặc độc. Còn cái này thì nó gọi là điểm cộng chứ, đúng không? Đấy, cộng 50 điểm cường, 50 điểm thể, 50 điểm nội, 50 điểm trí, 50 điểm thân. Đấy, tất cả thuộc tính cộng 17. Đấy, và máu thì cũng cộng là 4, 3, 37. Nhưng rõ ràng là cũng điểm nó thuộc tính ở đâu. Đấy là chia sẻ một quan điểm. Nhưng mà giang hồ gọi thế thì mình gọi lệch đi, nó hơi bị lạc loài. Tôi cứ tạm gọi là áo thuộc tính nhá. Rồi bá vương lệnh này. À, có xác suất tấn công hôn mê mục tiêu. À đâu. Mục huyền thần mê là mục tiêu choáng 0,5 giây, 20 giây kích hoạt một lần. Cái này thì nó nhiều hơn cái kia. Tại vì cái này 20 giây một phát, còn kia 30 giây một phát. Nhưng mà cái này chưa chắc đã hiệu quả ở cái kia đâu. À, rồi, cái long văn này. Yeah, đó. Ở đây chúng ta có một cái băng phách thì tí nữa nó sẽ là cái băng phách này đây. Rồi, điệp luyến là 173. Cái set này thì các bạn mình cứ review thôi nhé. Nhiều ông thì bảo boss đéo gì set đồ quý thế, nhưng mà không phải, đây là cái set thanh thôi, cho mình đoán là thế. Đấy, hai kháng độc nha các bạn. Cái này là hỏa công này. Ở cái này là mini. Ok, bộ nhân phù thì đang là 4 thuộc tính nha, chính thể tác thuộc tính. Rồi, đi đồ chính thể tác thuộc tính không có hội, không có thân, nhưng mà các bạn nhìn thấy cao, cao nhỉ. Đấy, tiêu dao nó mới thế được các bạn, nhưng phái khác thì thấp lắm. Võ hồn này, võ hồn 4 429 413. Cái này khá cao đấy. Dưới là 407, 426. Chào Minh Phạm nhé. Chào Khang Hoàng Sơn, Minh Thuận. Em Khang có chat cho em Facebook đây. Ok nhé. Rồi. Chúng ta quan tâm đến pet thì một chút xíu. Ở đây chúng ta có 3K6, 4K1. Mấy con này thì không đáng nói các bạn. Rồi kỵ, nói rồi.
đồ xoắn vào hình người nha anh em. Tu thì đang là gần max rồi các bạn, 180 210 cái này max này, cái này max này, cái này max. Còn quyền trí và quyền cường thôi. Tu các này khá cao nhé. Rồi, tiếp đến chúng ta đang có một cái set đồ bên này nữa, đó là một cái set để dùng với cái lôi đài. Cái set này thì là kháng độc ra 124 1240, còn khi mà chúng ta thay cái này vào một phát nữa rồi thì nó lên là 1K4 nhá. Đó, thế còn ngay lập tức chúng ta có thể thay một cái set này vào, cũng là set để PK này. Đây là set màu tính các bạn. Ở đây mình thấy có 3 món thôi, không rõ là như nào, nhưng mà đây. À, ok, kia này. Đấy, một cụ thể là 3 món đây thì mình cũng thay thử xem nào. Đó. Đây. Đấy, nó sẽ như thế này các bạn. Đó, cái này 93, 94 này. À, 100, 101. Cái này mắc 97, 98 này. Cái đái ở đây không có đái. Rồi, hỏa công là 7K8 đấy các bạn. 7K8 hỏa công. À, danh vọng chắc chắn là chọn thuộc tính rồi các bạn. Nha, bí tịch xem nào, bí tịch 99. Rồi, đây là ok rồi các bạn. Đấy, chỉ số mà khi mình thay cái xem một thuộc tính vào nó khác các bạn này, lên 263, 257. Một thuộc tính thì là đồ nó chỉ số đẹp hơn tí thôi, nhưng mà mình sẽ thay set cũ vào nhé. À, như này vào đây. À, ok đây à, bốn thuộc tính trùng trong kho ấy anh. À, tiện lên xem danh hiệu bạn vào tầm bao nhiêu đấy các bạn nhé, xem danh hiệu tầm bao nhiêu, review thì review cho anh em nốt. À, Ngọc Dư rất nhiều. À, bạn chú ác bạn có nhắn là trùng trong kho. Ok, trùng. À, Thuận TV, hello Thuận TV nhé, chào các bạn. Hôm nay mình live sớm tại vì tí nữa sẽ có một cái giải đấu nhé các bạn. Kinh không? Mới Dương Quang Nhị hiện thôi mà máu đã hơn 600k rồi anh em, kinh khủng nhờ. Khủng khiếp. Và tiêu giá hơn 600k máu đây, trùng đấy các bạn. À, trong này rất nhiều đồ nha anh em, nó cái này băng này. Thôi cái này bán cho anh đi còn gì nữa, điểm cuối này anh làm Akami. Đây 417 này. À, đây có một cái mô thuộc tính đấy các bạn. Đây, cái này thì cũng tùng đây đây trùng trùng cái này đây. À, 111 này các bạn. Ở đây có một cái là băng hỏa. Rất nhiều danh vọng bảng. À, tử vong lệnh đây đó. Ok, tinh thạch thần binh này rồi. À, mình thử thì thay cái trùng vào xem nào nhé các bạn. À, đây thêm một cái này mà trùng vào xem nào, và thay hai bộ này. Ở đây chúng ta có một cái này và một cái này. Đấy, ok, tức là một thuộc tính. À, cái thủ này, giáp này. Đấy, máu lên 650k các bạn. Danh hiệu với Dương Quang rồi nhé. Danh hiệu ác này mà lên ví dụ như Thiên Ngoại Tiên thì máu nó phải cỡ gần 800k máu. Nó lên theo cái tỷ lệ, tại vì khi các bạn máu mà các bạn lên càng cao ấy thì như người bình thường ấy thì nó chỉ lên được thần khí này, long văn này, rồi là ám khí thôi. Đúng không? Những cái phần trăm. Thế còn như cái ác này thì nó có cái phần trăm ở đây này, 5% này này. Đó. Thế nên là cái phần trăm này nó cực kỳ lợi hại. Nếu như mỗi thằng ít ít máu ấy, thì phần trăm nó không được bao nhiêu. Thế nhưng mà thằng nhiều máu thì phần trăm nó kinh khủng lắm. Đó, danh vọng hỏa công cấp 3 rồi các bạn. Nhá. Ok. Rồi. Và Bảo Châu thì cũng đã mắc hết rồi. Nhá, không còn gì để chia sẻ cả. Chính xác lên 70k, né tránh 27k. Hội công hội thủ lên 285, 253, 280 rất là đẹp này anh em. Chỉ số rất đẹp nha. Đó. Cái thủ này ấy, nó sẽ khi mà các bạn đeo trùng đúng không thì các bạn mất thuộc tính. Thế nhưng mà đấy mới thằng bình thường thôi. Thế còn thằng này ấy, thì nó có cái này. Đấy, cái này nó có tặng lợi 10% này. Thế là ví dụ như bạn mất ở đây cái trò 171 ở đây đúng không? Nhưng bù lại có hiệu ứng. Và cái thủ nó gồng lại cho bạn rồi là thêm hiệu ứng nữa.
À thêm 10% nữa đúng không? Đó. Tiêu dao này mà đeo ví dụ một trùng to, hai trùng to, một trùng chớm, một trùng ngọc và một trùng liên ấy, xong thêm cái này vào nữa, cái đam của nó vẫn nguyên si nếu như một thằng so với một thằng có đồ chế. Vẫn nguyên si. Có một số thằng thì sẽ nói là ờ thế không đeo đi thì đam hơn đúng không? Ờ thì ví dụ như này này chẳng hạn. Ờ thì đúng, mày nói cũng đúng. Ờ đây. Đó. Thì đúng cái thằng này nó sẽ đa tam to hơn thằng bình thường cái chắc. Thế cộng thêm 10% mà. Cái là sát thương nha. Anh em lưu ý là sát thương nha. Chứ không phải nội cũng phải ngoại mà nó cũng không phải là thuộc tính hay là cái gì cả. Nó là sát thương đấy. Mà sát thương thì không có gì để kháng nữa đâu các bạn. Nhiều thằng bảo đeo ốp kháng vào kháng trùng lô thủ. Kháng sao được. Rồi. Ok, hôm nay mình live sớm tại vì tí nữa sẽ có một cái giải đấu lúc 19h45 nên mình live sớm một chút xíu, anh em ghé qua ủng hộ mình một like và chia sẻ nhé, cảm ơn các bạn nhiều. Công việc chính của ngày hôm nay này, đó là mình sẽ làm cái băng phách này nhé. Bạn chủ bác bạn ý muốn đó là tẩy nó lên là 1199, bạn ý kỳ vọng là 229 kia sẽ biến thành là 230 cho nó đẹp. Các bạn sẵn sàng chi 1M1 ở đây nhé. Đó. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu ngay trong giây lát thôi.